Ủa, ôi giận thật anh em. Ê cắn. Rồi chào anh em nha anh em ơi. Hôm nay là tiếp tục đi câu anh em ơi. Hôm nay mình đi với anh bánh mì nha mọi người. Chuyển anh bánh mì vô cái đầm hôm qua mình câu á. Hôm qua mình câu được 4 con, nay dẫn anh vô câu chung cho vui, không mình chán quá. Rồi giờ mình đang ghé cái điểm này có bềm rồng mình câu trước anh em. Mình câu nãy mới mì làm 2 con rồi mà cá lan thả nhiều ghê luôn, nên mình định là mình câu ở đây cái rồi mình đi. Quyết định là mình câu ở đây xong trước rồi cái mình lát mình ra ngoài sau nha mọi người. Nay thời tiết đẹp, đây cá lóc lớn thả nhiều ghê luôn. Chưa, con mới ra anh bánh mì anh dính được 2 con rồi, nó đi về thay đồ rồi. Xịt thuốc rồi chứ. Lên hàng anh ơi. Cá đầu tiên thôi mọi người. Cá đầu tiên trong ngày anh ơi. Dính ha. Xong rồi hả chú? Nó bị rộng cái vô. Đó đó, sao nay nó lên? Trời ơi, nay tới công chuyện với anh bánh mì rồi. Ôi, nó kiếm anh rồi anh bánh mì ơi. Qua em công có buổi luôn không lên á. Rồi xong rồi, chết mẹ. Chết mẹ mày rộng đây ở bên này câu mày rộng cho anh em. Ở qua em câu cái buổi luôn có lên đâu. Cá đó chắc cũng nửa ký chứ. Hả? Tới nha anh em ơi. Này đi với anh bánh mì nữa nha mọi người.
Dạ. Đất nước mới lên mà. Rồi tiếp tục nha anh em ơi. A few moments later. Rồi anh em ơi, tình hình là nó không ngon luôn rồi. Để bây giờ mình về nhà anh Bánh Mì mình review cái con cá lóc bông mà anh mới vừa câu được cho anh em xem nha. Nghe nói 4-5 kg gì đó mọi người. Rồi ok, mình theo chân mình nha mọi người nha. Rồi anh em ơi, đây ghé nhà anh Bánh Mì mới vừa bắt cá bông rồi nha. Mới vừa cửa bắt cá bông chỉ tầm lên hổm anh câu ở rừng dính rồi mọi người. 4,9 kg nha anh em. Bông hết ga luôn anh em ơi. Nghe chưa? Ôi cá bông rồi. Mới bắt lên thì nó chưa có ăn nha mọi người. Mới bắt lên thì nó chưa có ăn đâu. Nó còn hơi lâu. Cái sừng nó hơi lâu. Đây, nhìn góc bên đây nè em. Trời ơi, đẹp anh em ơi. Ôi, con cá lóc bông. Màu đẹp hết ga luôn mọi người. Màu tím tím nha, nó chưa lên xanh xanh mà nó còn tím tím nha, đông đông có chữ nữa anh em. Ghê ghê 4,9 kg nha anh em nha, 4,9 kg. Còn giờ thì mình có nháy là mình chụp cái vậy nha. Bà rồi nó dính ở đây rồi đi ba. Để mình dụ nó cái mọi người. Dụ nó cái nha anh em nha. Dụ nó cái. Trời ơi, chơi luôn. Nhá chết cũng dứt hả? Có phi với Dũng lên hả? Cái giày bữa mình review cho nên là nè, con này thì nó thuần rồi, nó ăn là mọi người. Còn con cá bông này thì nó chưa. Để bố khi nào nó ăn được rồi mình đem cho nó ăn cho anh em xem nha. Khá là đẹp luôn em ơi. Rồi khúc này là mình đi vào hồ cá bông của anh Bánh Mì nè anh em. Rồi mình lấy cần tay mình câu về nha, mình câu con hay con về mình làm nuôi kiển nha mọi người nha. Cá ở đây á, thì anh thả chưa có được lớn lắm mọi người, nó tầm 8 lạng đến 1 kg một con thôi à, anh em ơi. Nhưng mà anh Bánh Mì anh cho mình con hay con về mình nuôi, nhưng mà câu mãi thì được có Ủa là anh con cho một ăn là thôi. anh đập thùng vậy hả? Cái khúc này mình quay bằng điện thoại á nên nó không có được rõ hơn, anh em xem đỡ giúp mình nha. Cá bông này á, thì thuộc tính của nó là săn mồi, nhưng mà anh em phải kéo nhanh thiệt nhanh á anh em ơi, nó mới chạy theo, nó theo như tàu ngầm vậy đó, nó mới táp, chứ còn mình kéo chậm quá nó không có ăn nha mọi người. Ủa? Dính anh em ơi. Táp cái hết hộp luôn rồi. Mắc hay vậy? Có bông nha anh em. Mày nuốt không?
Vậy mà đền đúng không? nuôi cái đó Cái được nhỏ hơn mà bự hơn. thôi cái đó được cực nó không cực hơn nữa Cái này nửa ký vừa táp nghe đá trời. Ôi táp khủng trên nha mọi người, để mình qua đây mình đi kéo sát mé nha mọi người. Đây mình thấy con cá lớn bây giờ nó táp ở đây hoài luôn rồi. Rồi cũng cảm ơn em đã xem video của em nha. Mọi người cho em xin một đăng ký kênh và một like để em có động lực làm thêm video mới nha mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ và xem em bắt con cá này nè mọi người. Kéo rất là nhanh, nó theo kinh lắm. Hả? Giận cho cái nè. Ê cắn. Chà chà. Ồ nó theo thấy ghê mọi người. Làm thấy ghê quá anh em ơi.